chào tất cả mọi người, chào mọi người quay trở lại với chương trình câu hỏi là tiếp tục những clip về mạng thân thuộc. Thì hôm nay theo yêu cầu của một bạn vừa mới comment trên kênh của mình thì yêu cầu là mình hướng dẫn cách tải cái game là Infinity OBS dành cho những cái điện thoại nào mà không tương thích nha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tải luôn. Các bạn ghé phía dưới phần miêu tả của video á, các bạn sẽ thấy một cái đường link, các bạn nhấn vào đó để bạn tải về. Thì mình cắt sẵn cái link ở đây rồi nha. Đấy, ok, thì mình sẽ vào Chrome, sau đó thì mình dán cái link đó vào. Còn các bạn thì chỉ cần ghé phía dưới phần mô tả video để các bạn nhấn tải về nha. Đấy. Thì khi mà các bạn vào link ha, thì nó sẽ dẫn đến một cái trang web. Đấy, web là sạch của mình, không có virus gì hết ha các bạn. Yên tâm nha, rồi các bạn vui lòng đợi trong 60 giây nha. Đợi hết 60 giây thì nó sẽ tự động chuyển sang một trang có cái link download, các bạn nhấn vào các bạn tải trực tiếp vào thôi. Thì mình sẽ tua nhanh cái đoạn này nha. Ok, thì bây giờ nó sẽ chuyển sang cái trang có cái link download. Nếu mà thấy quảng cáo thì click vào quảng cáo ủng hộ mình nha. Còn các bạn thấy chữ lên tải vào đây có chỗ download, các bạn nhấn vào chỗ download nha. Thì nó sẽ tự động chuyển sang một trang media file. Trang này thì là trang tải game rất là nổi tiếng rồi ha. Thì các bạn nhấn vào cái màu xanh xanh Infinity OBB này ha. 400 MB, các bạn nhấn vào, các bạn để các bạn tải về nha. Thì các bạn nhấn chi tiết này, các bạn sẽ thấy cái phần tải về ở đây. Thì mình đã tải về rồi, mình sẽ không tải về nữa. Thì mình sẽ vào trong cái ứng dụng là Explore nha. Các bạn sẽ lên Shop Play để các bạn tải về, nếu các bạn chưa có nha. Các bạn tìm là Explore. Thì nó ra cái ứng dụng Explore File Manager, các bạn tải về cho mình. Sau khi tải xong các bạn nhấn mở. Đấy, nhấn mở nha. Thì bây giờ mình sẽ làm là vào cái mục Download nè. Rồi, các bạn sẽ thấy cái file zip là Infinity Cyberpunk FPS phiên bản mới nhất là 1.2.1 nha. Phiên bản thì các bạn nhấn vào cái đuôi chấm zip á, các bạn nhấn vào cho mình. Rồi sẽ thấy một cái file là APK, các bạn nhấn vào để cài nha. Nhấn vào cái file APK đó, các bạn nhấn cài đặt. Ok, sau xong đúng không? Các bạn nhấn mở cho mình nha. Rồi, nhấn mở xong thì các bạn không làm cái gì hết nha. Các bạn sau khi mà vào game được rồi á, thì các bạn sẽ thoát hẳn cái game này cho mình. Tắt hẳn cái game này luôn. Tắt hẳn game rồi. Ok, sau đó các bạn quay lại cái ứng dụng Explore hồi nãy. Sau đó các bạn thấy vào vẫn dư cứ nguyên vào trong cái thư mục đó không? Các bạn nhấn giữ vào cái file .abb nè. Main20019b.abb, các bạn nhấn giữ vào cái file đó. Nhấn giữ vào cái tên file đó, rồi các bạn chọn là sao chép đến mạng ghi tạm. Rồi các bạn kéo lên trên cùng, các bạn chọn trong cái khu vực bộ nhớ trong dùng chung á, trong cái thư mục Android các bạn nhấn vào. Rồi trong thư mục AB các bạn nhấn vào. Và trong thư mục com chấm gì đó chấm destiny warfare này, các bạn nhấn vào thư mục đó. Rồi sau đó các bạn nhấn nút dán phía dưới này, phía dưới cùng bên phải trên nè, các bạn nhấn dán. Rồi thì nó sẽ sao chép cái thư mục cái file OBB vào trong cái thư mục game nha. Thì lúc này các bạn có thể chơi được luôn. Đấy, các bạn vào game là mình sẽ vào game cho các bạn và chơi game thử cho các bạn biết luôn nha. Đấy. Rồi ok, nhấn tiếp tục nha. Thì cái file OBB này của mình, cho nên nếu mà lỡ mà các bạn có vào cái tài khoản của mình đó thì các bạn thoát ra nha. Đấy. Ok, mình bấm vào một cái trận mình bắn thử cho các bạn xem luôn nha. Thì bắn một xíu thôi để mình test game nha các bạn nha. Để test game nó chạy ổn định hay không nha. Đấy, phiên bản 1.2.1 mới nhất nha các bạn nha. Rồi, đấy. Thì sơ sơ như này thôi, còn nói chung là mình đã hướng dẫn rất kỹ rồi các bạn. Nếu các bạn nào mà thấy clip mình hay quá, thể like cái video này để mình có động lực làm thêm clip khác hay hơn. Và đặc biệt là để thông báo YouTube để xuất video của mình để nhiều người hơn. Nếu các bạn mà chưa đăng ký kênh á, thì nhấn đăng ký kênh nha. Nhấn nút chuông để dõi clip mới nhất của mình nha. Rồi mình sẽ quay đây mình bán nha. Đấy. Sao có người. Đây. Mày bắn lén hả mày? Chơi mà bắn lén. Đi đâu hết rồi? Bắn em ầm ở đây rồi, thấy đâu rồi. Đây.
Chào chào chào. Mày hả con? Trời ơi, nó mới hồi sinh, bắn không chết. Rồi và lại nha, mình thì chơi lại lần cuối nha, cho các bạn xem test game nha. Xem mượt mẹ ổn định hay không nha. Ok vô nè. Rồi ba thằng luôn. Ngon. Thay đạn nè. Robot nha. Chào nó. Chào nó. Học em. Em ba em bốn em năm em rồi ok thì mình mới vào nhưng mình đã thắng luôn nha các bạn nha. Ok thì rất là hay đúng không, game này rất là hay luôn, các bạn hãy thử tải về, nếu các bạn không máy của bạn không hỗ trợ thì các bạn có thể theo cách của mình để các bạn tải game về chơi nha. Ok bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha.